Bạn đang tìm kiếm những tác phẩm độc đáo cho riêng mình. Bạn có một ý tưởng và mong muốn biến nó thành hiện thực. Bạn cảm thấy lo lắng khi giao dịch. Hay bạn là một họa sĩ tài năng đang tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân và tìm kiếm thêm đầu vào. Hãy trải nghiệm ngay Picasso, nền tảng kết nối những tâm hồn nghệ thuật. Chỉ với một số thao tác đơn giản, bạn có thể tìm kiếm họa sĩ phù hợp, dàn tìm thấy họa sĩ có phong cách phù hợp với ý tưởng của bạn, giao dịch, thanh toán đảm bảo an toàn và minh bạch, đa dạng trong sáng tạo, tự do khám phá và kết nối đam mê, đặt hàng và cập nhật tiến độ đầy chi tiết. Picasso hiện tại đã có mặt trên Google Play và App Store. Chào mừng bạn đã đến với ứng dụng Picasso, trợ lý dành riêng cho nền tảng mua bán và trao đổi commission. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng app này nhé. Bạn đã có tài khoản chưa? Nếu có rồi, hãy nhấn vào nút đăng nhập. Tại đây, bạn có thể đăng nhập bằng các liên kết như Google hay Facebook, hoặc bạn có thể sử dụng nhận diện khuôn mặt nếu như đã thiết lập trước đó. Hoặc bạn cũng có thể đăng nhập thủ công, nếu như bạn sai mật khẩu hoặc quên mật khẩu, hãy nhấn vào nút quên mật khẩu để Picasso hỗ trợ bạn tìm lại mật khẩu nhé. Sau khi đặt lại được mật khẩu, Picasso sẽ đưa bạn trở về trang đăng nhập. Lúc này bạn có thể đăng nhập lại bình thường rồi nè. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký ngay để sử dụng Picasso nhé. Bạn hãy nhập số điện thoại hoặc email để đăng ký, sau đó hãy tạo một mật khẩu để bảo vệ cho tài khoản của bạn. Xong rồi thì bạn nhấn gửi mã OTP để Picasso gửi mã xác nhận cho mình. Nếu bạn là khách hàng muốn mua commission, hãy chọn một khách hàng. Sau đó hãy nhập những thông tin cần thiết cho tài khoản rồi ấn vào mục quét căn cước công dân để xác minh thông tin. Việc nhập thông tin vào quét căn cước công dân giúp cho quá trình giao dịch và thanh toán tại Picasso được đảm bảo và an toàn hơn. Chỉ còn một bước nữa thôi là bạn có thể đến với giao diện chính của Picasso rồi. Hãy chọn những thể loại mà mình quan tâm nhé, để Picasso có thể đề xuất cho bạn mỗi ngày nè. Còn nếu bạn là họa sĩ thì hãy chọn một họa sĩ. Ngoài các bước đăng nhập thông tin cá nhân giống với khách hàng thì họa sĩ còn phải làm các bước khác để mở tài khoản họa sĩ nè. Hãy nhập lên trang cá nhân của bạn thường xuyên làm việc nhất vào đây. Khoan, đừng vội hoàn thành đăng ký vì Picasso còn cần phải duyệt portfolio và khai quá trình để xem bạn có đủ điều kiện để trở thành họa sĩ hay không nhé. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng cũng như uy tín của họa sĩ đấy. Sau khi chờ một vài phút xét duyệt thành công, hãy bắt đầu tạo một hồ sơ làm việc nào. Hãy chọn thể loại mà bạn thường nhận vẽ. Bạn hãy chọn mức phụ phí theo phần trăm khi khách hàng mua hàng với mục đích thương mại hoặc cá nhân, và một vài phụ phí khác khi khách hàng có nhu cầu thêm như thêm nhân vật, họa tiết, phông nền, phụ phí khi sửa chữa tranh cho khách. Đây là các bước để họa sĩ thiết lập những điều khoản cá nhân để khách hàng có thể xem qua trước khi xác nhận và hợp tác làm việc cùng. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho hai bên khi trao đổi, cũng như tránh xảy ra các trường hợp khách hàng đưa ra các yêu cầu mà họa sĩ không thể đáp ứng gây ảnh hưởng tới uy tín của cả hai. Và đây cũng chính là bước cuối cùng để bạn được đưa đến với trang chủ. Wow, chúng ta đã đến với trang chủ của Picasso rồi. Tại trang chủ của Picasso sẽ có các mục như là thông báo, tin nhắn, các gói ưu đãi. Đây là các bài viết nổi bật có lượng tương tác tốt trong ngày hôm nay. Hãy xem qua thử một bài nhé. Và bạn hoàn toàn có thể tương tác với bài viết như thích, lưu lại hoặc chia sẻ nó với bạn bè nhé. Ngoài ra, trang chủ còn đề xuất các commission của artist, brief của khách hàng và bài viết của những người mình đang follow. Ở đây là các gói ưu đãi của khách hàng khi đăng ký thành viên Pika Plus. Ngoài ra còn có ưu đãi dành cho khách hàng thân quen của Artis khi mua hàng đạt được số lần quy định. Để có thể đăng bài viết, hãy nhấn vào nút này nhé. Nội dung bài viết được đăng lên cần có tiêu đề, thể loại commission, ảnh sample hoặc portfolio của bạn, mô tả cho commission của bạn,
Ngoài ra, bạn cũng nên gắn bảng giá chi tiết của mình vào để khách hàng có thể nắm rõ hơn khi đặt commission của mình nhé. Chọn ra một thời gian hoàn thành dự kiến. Sau khi nhập đầy đủ thông tin commission, bạn hãy kiểm tra một lần nữa và tiến hành đăng bài nhé. Và nếu bạn là khách hàng và muốn đăng brief thì các yêu cầu cũng tương tự như đăng commission vậy. Thay vì đăng portfolio thì bạn sẽ đăng reference hoặc brief để họa sĩ có thể hiểu rõ thêm yêu cầu của mình nhé. Nếu như bạn muốn đặt commission riêng tư, nghĩa là artist không được đăng sản phẩm này của bạn lên bất kỳ đâu hoặc tái sử dụng và sản phẩm này sẽ là độc quyền của bạn, thì hãy chọn một artwork riêng tư nhé. Hãy chọn yêu cầu dành cho mục đích thương mại nếu bạn muốn sử dụng artwork này để sản xuất ra thị trường, kiếm tiền từ artwork. Cả hai mục đích này đều thu thêm phí do artist định giá theo phần trăm tổng đơn. Sau khi nhập đầy đủ và ấn tiếp tục, hãy kiểm tra lại thông tin. Đến với khám phá, đầu tiên chúng mình sẽ tìm hiểu ở phần tìm kiếm nhé. Để Picasso có thể đưa ra các bài viết gần với nhu cầu tìm kiếm của bạn nhất, bạn có thể nhấn vào bộ lọc để chọn thể loại mà bạn muốn tìm kiếm. Ngoài ra, Picasso sẽ lưu lại dữ liệu và đề xuất những thể loại mà bạn đã tìm kiếm gần đây. Bạn cũng có thể tìm kiếm thông qua từ khóa. Bạn có thể xem trang cá nhân của người khác. Đây là trang cá nhân của một artist. Xem điều khoản. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi đánh giá, cũng như là liên hệ với artist. Các bạn có thể xem bài đăng của các khách hàng đang tìm kiếm artist. Nếu bạn là một artist và muốn ấn brief của khách hàng, hãy ấn vào xem chi tiết để biết thêm thông tin của brief nhé. Nếu bạn là một khách hàng đang tìm kiếm artist, bạn có thể coi ở mục tìm commission. Khi thấy một bài đăng phù hợp, bạn có thể ấn vào xem chi tiết để xem toàn bộ thông tin về commission này. Tương tự với brief, bạn ấn vào đặt commission. Về phần nhập thông tin của đặt commission sẽ hơi khác một chút. Nhập thông tin yêu cầu của bạn, hãy chọn vài reference mong muốn để artist có thể tham khảo. Chọn thể loại mà bạn mong muốn, mô tả thêm để cho artist hiểu rõ hơn. Nếu có yêu cầu về mục đích, ví dụ như artwork riêng tư hoặc là mục đích thương mại, thì hãy nhớ chọn nhé. Sau cùng là chọn định dạng file cũng như là chốt hẹn deadline để nhận được sản phẩm. Sau khi hoàn thành, hãy chờ đợi artist duyệt nha. Để dễ dàng quản lý cũng như làm việc có khuôn khổ và quy cách, Picasso đã có thêm chức năng quản lý đơn hàng. Bạn có thể quản lý phần thanh toán và đơn hàng. Trong mục quản lý đơn hàng, bạn sẽ được theo dõi các đơn hàng trong các trạng thái như chờ xác nhận, đang thực hiện, hoàn thành và đã quá hạn. Hãy cùng Picasso kiểm tra một đơn hàng đang chờ xác nhận nhé. Tại đây bao gồm các đơn hàng mà bạn đã ứng commission tại bài brief của khách hàng và các đơn hàng đã đặt commission của bạn đấy. Đừng bỏ lỡ qua mục này nhé. Bạn có thể bấm vào dấu tích để xác nhận đồng ý đơn hàng. Tới đây, bạn hãy đọc kỹ điều khoản của đơn hàng để có được một trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Picasso. Sau đó, hãy nhấn nút tiếp tục để xác nhận đơn hàng. Chúc mừng bạn đã xác nhận đơn hàng thành công. Bây giờ, bạn hãy liên hệ với khách hàng và trao đổi thông tin chi tiết về đơn hàng. Sau khi được xác nhận, đơn hàng sẽ nằm trong mục đang thực hiện. Bạn hãy bấm vào mục này để xem chi tiết và cập nhật tiến độ của đơn hàng mỗi ngày. Tại đây, họa sĩ sẽ cần phải cập nhật tiến độ đơn hàng mà khách hàng và họa sĩ đã quyết định. Khi đã tới deadline, họa sĩ sẽ cần phải cập nhật bản sketch. Bạn hãy bấm vào cập nhật để khách hàng kiểm tra. Nếu khách hàng đã ưng ý với sketch này rồi, họ sẽ đồng ý với sketch để họa sĩ tiếp tục làm các bước tiếp theo và hoàn thành đơn hàng.
Đối với đơn hàng mà họa sĩ đã hoàn tất xong tất cả các giai đoạn và up file sản phẩm lên, trong 24 giờ tới, họa sĩ sẽ nhận được tiền vào tài khoản ngân hàng mà họa sĩ đã liên kết. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng xứng đáng với bản thân vì đã cố gắng. Tiếp theo đến với một đơn hàng đã quá hạn. Ở giao diện này, bạn có thể kiểm tra những đơn hàng đã quá thời hạn và đơn hàng đã bị hủy. Khi đơn hàng quá hạn, bạn sẽ được yêu cầu khách hàng dời deadline. Khi khách hàng chấp nhận dời deadline, bạn sẽ mất 10% tổng chi phí đơn hàng để đền bù cho sự chậm trễ của bạn đấy. Hoặc bạn sẽ tự động hủy đơn hàng, hoặc khách hàng sẽ tự động hủy đơn hàng. Lúc này bạn sẽ mất 50% phí cọc đơn hàng và 50% còn lại sẽ được hoàn trả cho khách hàng. Nhưng bạn đừng để xảy ra trường hợp đó nhé, sẽ rất là mất uy tín của bạn đó. Đến với giao diện thanh toán cho họa sĩ, bạn sẽ được quản lý đơn hàng đã thanh toán và chưa được thanh toán. Những đơn hàng họa sĩ đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán, bạn đừng lo lắng nhé. Picasso sẽ gửi thông báo đến khách hàng cho bạn trong thời gian sớm nhất. Với một quản lý của khách hàng cũng tương tự như một quản lý của họa sĩ. Tuy nhiên, tại đây sẽ bao gồm các đơn hàng bạn đang đặt chờ được họa sĩ xác nhận và các họa sĩ đã ứng trip của bạn đấy. Vậy nên cũng đừng bỏ lỡ qua vùng này nhé. Nếu bạn là khách hàng, khi đã tới deadline, họa sĩ sẽ cập nhật bản vẽ cho bạn. Hãy bấm vào xem tiến độ. Nếu bạn đã ưng ý với bản vẽ này rồi thì hãy bấm vào nút đồng ý để họa sĩ có thể tiếp tục làm các bước tiếp theo để hoàn thành đơn hàng nhé. Nếu bạn chưa ưng ý, hãy bấm vào mục yêu cầu chỉnh sửa và nhập rõ nội dung mình muốn chỉnh sửa. Đối với họa sĩ đã hoàn thành xong tất cả các giai đoạn và up file sản phẩm lên, bạn hãy tiến hành thanh toán số tiền còn lại để được tải lên sản phẩm về nha. Bạn hãy đọc kỹ thông tin của mục thanh toán, sau đó vui lòng chọn phương thức thanh toán phù hợp rồi bấm vào thanh toán đơn hàng cho họa sĩ nhé. Sau đó hãy truy cập tải file sản phẩm và chiêm ngưỡng thôi nào. Nếu ưng ý với sản phẩm, bạn hãy để lại đánh giá 5 sao kèm với những lời yêu thương cho họa sĩ nha. Đừng quên đánh giá cho họa sĩ để trở thành B-Friend. Tiếp theo là một đơn hàng đã quá hạn. Tại giao diện này, bạn có thể kiểm tra các đơn hàng đã bị trễ deadline. Khi đơn hàng đã quá hạn, họa sĩ có thể yêu cầu khách hàng dời deadline. Tuy nhiên, khách hàng có thể đồng ý hoặc từ chối với yêu cầu này đấy. Tương tự với họa sĩ, bạn có thể chủ động hủy đơn hàng này nếu muốn. Tại một trang cá nhân, bạn có thể xem lại các bài viết mà bạn đã đăng, xem lại và chỉnh sửa điều khoản, xem lại đánh giá của khách hàng, xem lượt theo dõi và đang theo dõi, xem lại danh sách đơn hàng đã lưu. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra xem những người đã ứng hoặc đặt commission của bạn, từ chối hoặc chấp nhận các họa sĩ đã ứng brief hoặc đặt commission. Ở phần cài đặt tài khoản, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa các thông tin cá nhân, liên kết tài khoản, đổi mật khẩu, kiểm tra danh sách chặn, kiểm tra phương thức thanh toán, kiểm tra liên kết ngân hàng cũng như lịch sử giao dịch của bản thân. Nếu trước đây bạn chưa mở tài khoản họa sĩ thì đừng lo, bạn hoàn toàn có thể mở tài khoản họa sĩ tại một cài đặt tài khoản đấy. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị, bao gồm ngôn ngữ, thông báo, giao diện màn hình và cuối cùng là hỗ trợ và điều khoản, bao gồm các điều khoản và chính sách cũng như trung tâm trợ giúp của Picasso. Ngoài phần quản lý thì một tin nhắn của trang chủ cũng có thể duyệt brief hoặc commission đấy. Nếu cảm thấy phù hợp, bạn hãy nhấn đồng ý. Hãy cùng nhau tiến tới trao đổi để chốt deal này nhé. Để gửi bản giá phụ phí, hãy click vào dấu ba chấm ở bên phải. Click vào icon trên cùng để chọn ra bản giá chi tiết mà bạn muốn gửi. Để nhập chi tiết thông tin đơn hàng, hãy nhấn lại vào nút ba chấm dưới góc phải của màn hình. Tiếp theo, hãy nhập tiến độ của deadline gần nhất. Sau đó, hãy nhập tổng số tiền cần thanh toán. Nhập thêm các yêu cầu, mục đích. Sau đó điền thêm các thông tin như yêu cầu thêm, mục đích, số lần cọc của khách hàng. Và cuối cùng, Picasso sẽ hỗ trợ bạn tính toán phần tiền mà khách hàng cần phải thanh toán cho một đợt. Để xem lại thông tin chi tiết của đơn hàng, hãy bấm vào xem thông tin chi tiết.
ở một tin nhắn của Brief và BeFriend cũng không khác gì nhiều. Tuy nhiên, ở một BeFriend, bạn có thể kiểm tra mức độ thân thiết giữa mình với khách hàng. Ở một tin nhắn của khách hàng cũng tương tự với họa sĩ. Khách hàng có thể kiểm tra được xem ai đã ứng brief, ai đã duyệt yêu cầu đặt commission của mình. Sau khi họa sĩ gửi chi tiết đơn hàng cũng như thông tin thanh toán, khách hàng hãy đọc thật kỹ điều khoản của họa sĩ và Picasso để tiến hành thanh toán nhé. Sau khi xác nhận số tiền cần thanh toán, bạn hãy chọn phương thức thanh toán. Để nhận được mã ưu đãi khi đặt commission tại Picasso, bạn cần phải trở thành BeFriend của họa sĩ hoặc đăng ký gói thành viên Pica Plus. Nhấn thanh toán để thanh toán tiền cho họa sĩ. Sau khi thanh toán xong, Picasso sẽ gửi cho bạn thông báo trừ tiền đến bạn và thông báo thanh toán đến họa sĩ. Hai mục còn lại của khách hàng giống với Artist.